Gì vậy? Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Trời ơi, người ta bảo múa rìu là không có múa qua mắt thợ. Không, em phải thể hiện trước khả năng của em để cho anh biết là anh dẫn em tới cái chỗ nào mà phải tăng thêm khả năng của em ghê. Bây giờ em biểu diễn cho anh không có nha. Nói ồ, đã cao dữ ta. Đừng có giả nữa. Mình tới lớp cách ca đơ mà mình múa vậy người ta cười cho. Đang đứng ngoài cửa mà. Ủa, thầy thấy chưa? Đứng đằng kia anh nghi là thấy rồi. Dạ, chào thầy. Chào em. Chào anh ạ. Dạo này em đi quay chương trình toàn đi với May thôi nên lâu lắm em mới được nhìn đàn ông phong độ. Cảm ơn em. Tôi đi về. Anh ơi, làm sao để có được sự dẻo dai và khỏe mạnh như anh ạ? Cần phải có một cái thời gian mà tập luyện em. Phải sụt dòng ngang cho dẻo rồi uống dẻo. Ở yoga em cũng có mấy cái đó anh. Nhưng em té từ cái độ cao, ví dụ như lầu 1 em té xuống, rồi lầu 2 tới lầu 8. Ai da, căng. Ngoài cái nhảy lầu thì còn cái vụ như là xe, em chạy tốc độ 120 km/h, em cán lên cái chướng ngại vật đó rồi bay ở trên không rớt xuống lăn thì từ cái điểm bay cho đến điểm rớt đó, nó gần 100 m. Rồi trong khi đó là em ngồi trong đó thì cần phải sự dẻo dai. Trời ơi, vậy nó giống như là quả trứng gà mà bỏ trong cái bị rồi mình cầm mình quăng bập vậy đó. Nó gần vậy đó. với cái sự nguy hiểm này thì em nghĩ là thôi em bỏ cuộc. Em bị bệnh. Anh ơi, làm sao để cho người đàn ông này mạnh khỏe lên. Bây giờ á, nếu như trường hợp mà em là một diễn viên mà chưa có biết chơi thực thì làm sao diễn được, thì cũng phải qua cách cơ đơ tập luyện mấy cái nét diễn tí xíu để lên phim ảnh cho nó thật tí xíu. Có người nào mới vào nghề một ngày bỏ nghề không anh? Nhiều. em là một trong số đó. Giới thiệu với hai bạn, đây là nữ caster cũng là bên số 1 của nhóm Quốc Thịnh. Ủa, anh quay vậy đó. Nhờ cái lộn này mà tôi bỏ luôn đó. Sao vậy? Bị gì? Rớt xuống cái sụp đẹp rớt ngang gì luôn nè. Rồi ngang rồi xong bó giòn. Anh có nói tới mấy trường hợp đó. Hơi dân gian, mình cho là ví dụ như bé này hay là giật đồ đi. Thì mình phải biết diễn như thế nào. Ví dụ như là không có đánh thiệt. Bam. Là cái đó là ví dụ. Mà có đau thiệt không anh? Ví dụ như em đánh ảnh. Ảnh bình thường. Thì nhưng mà khi mà mình diễn xuất thì nó là khác. Đánh hạn cái bụng mình bình thường, bụng mình hít vô lại và đồng thời mình hít ôm về thì giống cái quả đấm mình để đấm vô thẳng hoặc là đánh thẳng. Vậy là người ra, ôi, là cái người ra lực cũng phải, nói chung là cũng phải dùng lực rất là nhiều. Biết điểm dừng em, dùng lực nó thật. Quay không muốn. Có nghĩa là phải thuận theo cái lực người ta đánh xuống. Đúng rồi. Thì mình gia thêm. Hey. Giúp em quay qua bỏ chạy. Ủa sao tôi chạy hoài không thấy người đuổi theo vậy? Chuẩn bị diễn. Chạy nè. Trời chán quá, cứng lên cứng đồng. Gạt. Quýnh. Đó, có điểm dừng. Trả cái túi luôn đó bạn, cầm túi mà về đi. Tôi không nhận quà nữa đâu. Lần sau em sẽ có điểm dừng nha. Đứng lại. Em học cái trước, đúng rồi. Sao nữa? Ủa, bài này chưa học. Bài này chưa học. Những cái yếu tố nào đòi hỏi cần thiết để cho một bạn trẻ mà muốn theo nghề này thì sẽ chọn ạ? Các bạn trẻ nhìn vào thì thấy là đánh đấm này kia, thấy cascader gì rất là ok, cho nên là có rất là nhiều các bạn trẻ rất là muốn tham gia vào cascader. Nhưng mà cái số lượng để mà được tham gia và trở thành cascader chuyên nghiệp thì chỉ đến trên đầu ngón tay thôi. Bởi vì đến với cái nghề này là một cái thử thách rất là lớn. Yếu tố đầu tiên đó là phải đam mê. Bởi vì bất cứ công việc nào cũng vậy, mình phải đam mê thì mình mới làm nó được. Thứ hai là phải có sức chịu đựng và kiên trì. Và cái quan trọng nhất là có tình đồng đội. Bởi vì cascader là làm việc theo một cái tập thể. Nếu mà trong một cái tập thể không có tình đồng đội, không hỗ trợ lẫn nhau, không đảm bảo an toàn cho nhau thì mình khó có thể làm được đó. Những thành viên cascader có thể là tập 5-10 năm, nhưng mà khi mà đụng chuyện xảy ra bị cái tai nạn là chuyển cái rét qua cái nghề khác. Tức là chỉ cần một tai nạn thôi là có thể bỏ nghiệp luôn. Đúng rồi. Phi hộp ánh đó, còn cái khớp xương dai này á, bị lội luôn đó, cứng tập từ nhỏ mà còn phải lội xương khớp đó. Ào. Ui. Nếu như mà là người thân của
thì đây là một trong những cái nghề rất là nguy hiểm và nó có những cái khó khăn nhất định mà ai cũng nhìn thấy trước. Khi mà bị tai nạn thì tất cả đều do tiền quỹ của nhóm và sự ủng hộ của anh em bỏ ra để lo cho mọi người thôi. Chứ cascader không có bảo hiểm cho nên là không có bảo hiểm trong khi không ai bán bảo hiểm cho cascader hết. Và cũng đúng rồi. Tại vì vậy? Thì tại vì nguy hiểm quá thì thật ra nếu mà có cái gói bảo hiểm đó thì giá cũng sẽ quá cao. Dạ thầy, nhưng mà hồi nãy nói về các yếu tố thì giờ nói về đam mê xong rồi bây giờ nãy giờ thầy thấy hai đứa tụi em vậy được không? Cho chấm điểm trên thang điểm. Tại vì khi hầu như là cascader cũng như khi quán đây là đam mê cái võ thuật từ nhỏ. Rồi cũng ở nhà cũng tự tìm tòi, cũng đi học. Thì quen cái chịu mà gọi là đau rồi. Hay là đu dây tứ thần từ trên xuống. Không, có nhiều khi phải chịu được cái sức nóng. Mình phải đốt cháy toàn thân. Còn mấy cái cảnh đốt. Có nghĩa là tất cả những cái gì pha nguy hiểm đó. Chứ không phải chỉ là võ thuật không. Đúng rồi. Vậy là nói chung lại là thầy nói là hai tụi mình khó lắm. Học võ cho biết cho khỏe vậy thôi chứ không có làm cascader được đâu. Một người tập một thời gian là sẽ phải bỏ nghề như mình. Hoặc là có người tập là sẽ làm người khác bỏ nghề như người này. Thì em cũng xin cảm ơn một nghề rất là tuyệt vời để giúp cho những diễn viên có thêm được những cái thước phim thật là hay.